giờ thì mời em thưởng thức khí à. Lạnh quá. Tôi đã. Vừa hết rồi. Ta sẽ cho mọi người biết tay. Để chị. Ta còn chưa tốc trưởng mà. Video ngày hôm nay chúng mình sẽ ghé thăm một gia đình có bốn bạn nhỏ vô cùng đặc biệt, đó là đất, nước, lửa, khí. Trong gia đình có các bạn nhỏ đặc biệt này sẽ có nhiều câu chuyện thú vị lắm đấy. Mời các em cùng xem video nhé. Bốn đứa ăn đi, mẹ lên phơi quần áo nhá. Vâng ạ. Thiềm quá. Ê, nhóm nhóm. Ôi, sao bé của mình đem về thế này? Em có biết gì đâu. Em tưởng chỉ mình em mới biết phá sao? À, đi ra nước sao? Lê lê lê. Nhiều xúc xích thế nhở? Giờ mình sẽ ăn xúc xích trước. Pizza của mình bay mất rồi. Mình biết được là ai làm rồi nhá. Giờ thì chỉ có một mình được ăn thôi. Vậy sao? Là lá sao? Tức quá. Chị đã. Chị được. Chị đã. Thể du ngoạn sao? Ngon quá. May là trong nhà lúc nào cũng có sẵn sữa cột. Không thì chúng mình nhá đã phải nhịn đói đi học rồi đây. Mà công nhận nè, sữa trái cây hương nhau của chị thơm ngon kinh khủng luôn. Sữa chua uống cùn hương cam của em à, cũng ngon lắm. Mà em thấy sữa phun túi này tiện cực kỳ. Vừa nãy em chỉ cần cho sữa vào lò vi sóng 30 giây là có sữa ấm uống rồi. Ngon lắm. Đúng thế, hôm qua chị còn làm kem bằng sữa côn túi đấy đấy, cũng ngon cực kỳ luôn. Ôi chị nước đâu? Chị nước đâu rồi? Ở đây mà. Nước, làm gì đây? Nhanh cái chân lên. Vâng, em biết rồi. Thể du ngoạn ạ, đúc túi. Đây là đồ ăn của chị, rõ chưa? Kiểu ngon thế, chị cho em xin một cái được không? Không, là không. Này. Thôi tới rồi. Giờ thì mời em thưởng thức
khí à? Lạnh quá, trời đã. Khí à? Hôm nay em không dọn ra đi, chị cũng không dọn đâu. Chả đi em không, hôm nay còn thấy mà. Chưa biết ai mới là người thua cuộc đâu. Liêu 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 liêu. Đúng nha. Ui, em thì không được. Đó là sức của chị mà. Chị ghê. Trời, chị ghê rồi mà. Liêu 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 liêu. Chỗ này an toàn rồi. Vậy là mình đã săn được một thẻ dung ngoạn nữa, còn được tặng thêm một chiếc bàn cầm tay như này. Đây chính là kho báu của mình, 15 thẻ dung ngoạn và một thẻ đặc biệt đây. Mấy đứa ngố nhà mình nhìn thấy suốt là nó sáng mắt lên rồi, không biết dùng thẻ này để đổi quà đâu. Các bạn biết không, cô đang có chương trình khuyến mại cùng một dung ngoạn thiên nhiên săn quà khám phá. Trong mỗi một thùng sữa cun dạng túi 110ml sẽ có một thẻ dung hoa. Sưu tầm được thẻ này đổi được nhiều quà cực kỳ luôn. Sắp đổi được quà rồi và mình sẽ không chia cho ai cả. Chả cất vào đây. Thẻ của mình đâu hết rồi? Túi rút siêu cun. Đúng vậy, tích lũy đủ 4 thẻ dung hoa sẽ đổi được một túi rút siêu cun, một chiếc túi rất xinh và rất nhiều ngăn nha. Có một ngăn rất to đựng được rất nhiều đồ và cả một ngăn chống thấm nước nữa này, và một ngăn bí mật để đựng rất nhiều sữa cun. Ui mua quá, mua quá, ui mua quá. Ui lửa đúng là hâm thật, trời không mưa mà không mặc áo mưa sao? Thích mưa. Mưa. Ui mưa mưa, ui mưa, ui mưa 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 mưa. Ôi mưa 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 mưa. Hai cái đứa này làm màu. Ô mà khoan, hình như đó là áo mưa siêu cun. Chính xác, đây là áo mưa siêu cun, siêu đẹp, đi mưa không bao giờ sợ ưa. Tích lũy đủ 8 thẻ dung ngoạn sẽ đổi được ngay một áo mưa siêu cùn rất đẹp. Có hình đẹp chưa này? Đây là chỗ chụp để đeo bao lô không bị vướng đây. Là ai rồi? Lấy hết thẻ của em để đổi qua đúng không? Chuẩn. Thế có thẻ đặc biệt của em? Đây này. Chỉ cần săn được thẻ đặc biệt là sẽ đổi được ngay một vali du lịch 3D. Chiếc vali này rất to, mỗi lần đi chơi đem theo mắc ngầu nha. Ngăn bên trong rất to, sẽ đựng được rất nhiều đồ. Thế là do em săn mà, sao mọi người lại lấy chỗ của em vậy? Lại có trêu ngôi người ta nữa. Đó là cái kết cho kẻ xấu tí như em đến nước ạ. Cảm ơn em khi đã sưu tầm thể hồ của chị nha. Không được đâu, trả em đâu. Chỗ quà cô này mẹ sẽ tịch thu. Khi nào bốn đứa biết hòa thuận và đoàn kết với nhau, mẹ sẽ trả. Có mai mới được, mà giờ chẳng có gì cả. Tức quá. Rõ ràng làm rõ cẩn thận rồi mà vẫn được một điểm. Kiểu này mẹ về là toang luôn. Làm thế nào bây giờ? Mẹ về rồi đây. Wow, con chào mẹ. Ui,
có cần chạy thì không chạy. Tôn số nào lại đưa nó quay trở lại vậy? Ngang rồi. Nước. Dạ. Con không biết bài kiểm tra của con ở đâu cả. Nước. Bao việc. Vâng. Đối với chúng ta nên em không bao giờ phá hủy cây xanh đâu. Vậy thì là ai? Yeah, yeah, chạy đi nào, chạy đi. Yeah, yeah. Đó là bà ta. Ta sẽ làm cho trái đất này bị ô nhiễm, làm cho cây xanh trên trái đất này biến mất vĩnh viễn, để xem con người làm sao có thể tồn tại được. Và cuối cùng trái đất này sẽ thuộc về ta thôi. Bà đừng hòng đợi phá hủy trái đất của chúng ta. Thì ra là bốn đứa trẻ Tết Diêu à? Định dọa ai chứ? Âm mưu của bà sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, trừ khi đánh bại được bốn chị em ta. Được. Lừa. Ba vị trí. Ai vậy? Để xem các ngươi làm được gì. Lừa. Lên. Vâng ạ. Thằng bé này cũng biết bắn lửa sao? Cũng được đấy, nhưng chưa đủ đánh bại ta đâu. Lửa, về, đấy là chị. Vâng ạ. Vừa nãy bà phù thủy vứt ra rất nhiều rác, nếu cứ để như vậy thì sẽ ô nhiễm môi trường mất. Chị em mình hãy cùng nhau dọn rác đi. Được đây. Và làm việc tốt để giúp đỡ mọi người. Và cùng nhau giữ cho môi trường xanh xanh đẹp nữa. Tốt lắm, các con làm mẹ bất ngờ quá. À, bây giờ mẹ sẽ đi mua thật nhiều sữa cun về cho các con săn thêm quà nha. Vâng. Yeah. Các bạn có thích những món quà cun hấp dẫn như chúng mình không? Vậy thì hãy nhanh đến mua sữa cun tinh ly để được quà giống chúng mình nha. Thời gian khuyến mãi đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 nhé. Mà điều bất ngờ là trong mỗi một thùng sữa túi, các bạn có thể nhận được một phần quà may mắn, đó chính là hình xăm cun hoặc quạt cầm tay cun. Và các bạn đừng quên, cùng cun làm việc tốt mỗi ngày và cùng cun bảo vệ môi trường luôn.